Hãy chia sẻ cảm xúc của anh lúc này khi mà đội tuyển Việt Nam vừa giành chiến thắng cực kỳ động. Thật sự là niềm vui khôn xiết, hôm nay không thể nghĩ là Việt Nam có thể thắng được Thái Lan đến như vậy. Lịch sử đã được lật một trang mới, Việt Nam có thể thắng Thái Lan bất cứ lúc nào. Việt Nam vô địch. Bao nhiêu năm chúng ta mong đợi.